Một nhóm cướp do Neil McCauley cầm đầu, đàn em của hắn bao gồm Chris Hurlis, Michael Cherito và một tên tóc dài mới vào nghề tên là Wingrow. Chúng tiến hành thực hiện vụ cướp vào một chiếc xe bọc thép chở trái phiếu để lấy trộm 1,6 trái phiếu vô danh. Tuy nhiên, do sai lầm của Wingrow đã để lại nhiều dấu vết cho cảnh sát mò theo, từ đó một cuộc giật đuổi như trò mèo vần chuột giữa bậc thầy tội phạm và người đứng đầu cơ quan an ninh diễn ra vô cùng nghẹt thở và gay gắt. Liệu bên nào sẽ giành phần thắng? Kết cục phim ra sao? Mời các bạn cùng mình đến với bộ phim ngày hôm nay nhé. Neil là một bậc thầy sát thủ, hắn luôn hành động vô cùng thông minh, nhanh nhẹn, sạch sẽ và tàn ác. Đa phần những phi vụ có hắn nhúng tay đều thành công tuyệt đối. Hôm nay, hắn đang di chuyển để do thám tình hình, để chuẩn bị cho một phi vụ mới của mình. Đầu tiên, hắn vào bệnh viện giả danh nhân viên, lấy cắp một chiếc xe cứu thương của bệnh viện và rời đi. Ở chỗ khác, bọn đàn em của hắn đang chuẩn bị những vật dụng, vũ khí cần thiết để chuẩn bị cho vụ cướp sắp tới. Sau khi chuẩn bị đầy đủ và tính toán thời gian hợp lý, nhóm cướp do Neil dẫn đầu đã đeo mặt nạ chống nhận diện, sau đó lên đường hành động. Chúng đã lựa ra một địa điểm đánh dấu từ trước, phá hỏng camera, rồi Chris lái một con xe khủng đâm vào chiếc xe chở trái phiếu nhằm tạo ra một vụ tai nạn khiến chiếc xe chở trái phiếu bị lật, làm những cảnh sát bên trong đều bị thương nghiêm trọng, mất khả năng chiến đấu. Sau đó chúng gài bom vào thùng xe để tạo ra vụ nổ bật nắp thùng xe. Tiếp đến là một tên đến mở thùng xe, kéo tất cả cảnh sát trong đó ra một chỗ canh chừng, tên còn lại thì vào lục lấy trái phiếu, riêng Neil thì đứng bên ngoài canh chừng cảnh sát. Khi mọi việc tưởng chừng như hoàn hảo, thì tên Wingrove mới vào nghề có vẻ chưa quen việc. Khi hắn thấy một viên cảnh sát cứ nhìn chằm chằm vào mình mà hắn quát lại không nghe, hắn tưởng là viên cảnh sát muốn làm gì mình nên đã điên máu cho anh cảnh sát tội nghiệp một viên kẹo đồng, mà không hề biết do vụ tai nạn nên những người cảnh sát này đều đã bị mất khả năng nghe tạm thời, vì vậy đã không nghe thấy hắn nói gì. Nhưng đã ra tay với một người rồi, những người còn lại chắc chắn sẽ bị chịu chung số phận với nhau, thế là hắn dùng súng bắn hành quyết tất cả những cảnh sát ở đó. Lúc này, vụ việc đã vượt quá tầm kiểm soát của Neil, bọn chúng đã động đến tính mạng của quân triều đình thì khả năng cao bọn cớm sẽ không để yên cho cả lũ. Chúng bỏ hết quân tư trang trên xe, sau đó để lại một quả bom xăng rồi rời đi. Khi cả bọn vừa đi thì chiếc xe cũng phát nổ, xóa sạch dấu vết của bọn chúng. Trong lúc bọn cướp còn đang lộng hành thì Vince, một cảnh sát xuất sắc của cơ quan an ninh, còn đang bài miết xúc 7 tấn than với cô vợ nóng bỏng của mình. Khi anh đến hiện trường thì mọi việc đã xảy ra rồi. Vince còn dùng con mắt nhà nghề của mình để phân tích tình hình vụ cướp. Anh ta nhận thấy bọn cướp này không chỉ là một nhóm cướp thông thường mà chúng còn là những kẻ rất thông minh. Bọn chúng làm việc có tính toán và rất tinh vi. Cảnh sát không nắm được gì ngoài một cái tên Slick. Ngoài ra có một điều khiến Vince lưu tâm, đó là loại thuốc nổ chúng dùng ở hiện trường là loại thuốc được nhập khẩu và con đường nhập khẩu đó không nhiều nên họ có thể bắt đầu điều tra từ đó. Về phía bọn cướp, mặc dù mọi việc diễn ra suôn sẻ, không có tên nào bị bắt, nhưng đây là lần đầu tiên vụ cướp do Neil dẫn đầu thực hiện lại để lại nhiều dấu vết cho cảnh sát đến vậy. Sau khi họp cả nhóm chia tiền, hắn định kéo Wingrove ra một chỗ vắng để xử lý hắn, nhưng đang định ra tay thì bọn đàn em lại ra hiệu cho hắn là có cảnh sát đến. Quay lại thì Wingrove đã chạy trốn từ khi nào. Sau khi Vince cho người điều tra số thuốc nổ thì cũng nhanh chóng có kết quả, đó là một loại thuốc nổ dạng thanh, phổ biến có thể dùng giấy phép lái xe để mua. Điều này giúp họ có thể tìm ra nhanh tính của kẻ mua số thuốc nổ ấy. Sau đó Vince trở về nhà, nhưng có vẻ như anh đã về nhà quá muộn khiến bữa tối của vợ anh nấu không ai động đũa. Điều này làm cô ấy không vui. Do đặc thù công việc khá nhiều, lại thường xuyên không có mặt ở nhà, khiến không khí của gia đình Vince khá căng thẳng. Và cô vợ hiện giờ của anh đã là người thứ ba, cô ấy sắp không chịu nổi người chồng xem nhà như cái trọ này rồi, cho nên hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau. Tên Neil thì sau khi gặp phải sự việc vừa rồi, hắn ta luôn có cảm giác bất an trong lòng. Vì vậy hắn đã đến thư viện mượn một cuốn sách về hóa học để đọc, vừa giết thời gian vừa giúp hắn có thêm kiến thức trong những vụ tiếp theo. Ở đây hắn gặp một cô gái tên là AD, cô ta có vẻ chú ý đến hắn và rất nhanh hai người đã không ngần ngại mà trao nhau một đêm nồng nàn. Lúc này, người trung gian của Neil đã liên hệ với Van Zyn, kẻ dừa tiền để bán trái phiếu kiếm lời. Hắn đã đồng ý mua việc của Neil là chỉ cần mang trái phiếu đến cho hắn theo lời chỉ dẫn của người trung gian. Đồng thời, lúc đó hắn cũng nhận được thêm hợp đồng công việc mới, đó là đi cướp ngân hàng. Đó là cướp 12 triệu USD trong một ngân hàng lớn có 3 lớp báo động nghiêm ngặt. Muốn cướp được, Neil phải vào ngân hàng trước đột nhập hệ thống an ninh của ngân hàng này, sau đó bí mật phá hỏng hệ thống cảnh báo. Sau khi bàn bạc công việc sắp tới thì Neil trở về nhà. Lúc này đàn em của hắn là Chris đang phải tá túc tạm thời ở nhà hắn vì anh ta mới bị vợ đuổi ra đường. Cũng bởi kiếm được ít tiền nào thì anh ta mang đi nướng hết vào bài bạc mà không đưa về cho vợ con. Hắn không còn cách nào khác cho anh ta tá túc tạm thời và tìm cách giải quyết thằng đàn em này sau. Lúc này, hắn liên hệ với Van Zyn để ấn định thời gian cho vụ trao đổi trái phiếu cướp được. Vô tình trong lúc nói chuyện điện thoại,
hắn thấy vợ của Chris đang ở với một gã đàn ông khác, không chấp nhận thằng đàn em của mình bị vợ cắm sừng, cũng như là muốn cứu vớt cuộc hôn nhân của anh ta. Hắn đã xông vào gặp cô vợ và yêu cầu cô ta cho thằng đệ của mình một cơ hội. Nếu anh ta không thay đổi, sẽ cho phép cô ta đi với thằng khác và được mang con đi. Hắn hứa sẽ gửi tiền nuôi con cho cô ta thay cho Chris và được cô nàng đồng ý. Về phía Vince, sau nhiều ngày lùng sục khắp nơi thì nhờ chịu khó làm việc tốt nên anh đã được một người anh em giới thiệu với anh trai của mình. Tên này nói rằng có thông tin tốt cho Vince. Tuy nhiên khi đến nơi, sau một hồi võ mồm giữa hai bên, Vince định ra về khi trả được cái thông tin mẹ gì cho ra hồn thì đúng lúc đấy anh ta nhắc đến cái tên Slick. Nghe đến đây, Vince lập tức phải quay lại vì nó chính là cái tên được nhắc đến trong vụ cướp vừa rồi. Hóa ra Slick mà tên này nhắc đến chính là Michael, đàn em của Neil. Sau khi có được một vài thông tin về kẻ này thì anh đã cho người điều tra và theo dõi hắn 24/24 để không bỏ sót một manh mối nào. Neil lúc này cũng đã lái xe đi đến gặp Van để trao đổi trái phiếu như đã hẹn, nhưng khi Neil vừa đưa trái phiếu cho bọn chúng thì một kẻ bắn lén chui từ dưới gầm xe lên định thịt anh ta. May mắn cho Chris từ trên cao thấy được đã cảnh báo cho Neil nên hắn đã lái xe chạy thoát. Đàn em của Neil cũng được bố trí khắp nơi đã chống trả quyết liệt bọn chúng. Cuối cùng bên kia cũng đi gặp Diêm Vương cả lũ. Neil lấy lại số trái phiếu, đồng thời hắn gọi cho Van hủy việc làm ăn, không quên gửi cho hắn một lời cảnh báo từ địa ngục. Tối hôm đó, Neil tổ chức một cuộc gặp mặt của ba gia đình anh em thân thiết. Cảnh sát cũng đang theo dõi Michael nên chính buổi gặp mặt này, Neil đã vô tình lọt vào mắt của Vince và được anh cho vào diện cần điều tra. Lúc này, ở một nơi khác, Gringo liên tục đi chơi gái, nhưng sau đó cô nào đã ngủ với hắn mà nói dối về khả năng giường chiếu của mình là hắn ta đã đoán ra được liền và không ngại ngần cho cô gái đó một cái kết lạnh sống lưng. Hắn ta đã gây ra liên tục các vụ giết người khác nhau và trên người những cô gái đó, họ đều tìm thấy dấu tích đàn ông của hắn. Lúc này, Vin và vợ đang đi dự tiệc. Họ đã có những giây phút rất vui vẻ nhưng điện thoại của Vin lại có báo án, đó là xử lý vụ giết người do Wingrove gây ra. Sau khi xong xuôi mọi việc, trở lại thì buổi tiệc mọi thứ đã kết thúc. Vợ Vin có vẻ trách móc anh khi anh không chia sẻ công việc của mình với cô ấy. Đó là việc mà anh không muốn làm, vì những điều đó không có gì hay ho và thú vị cả. Anh không muốn mang thêm những điều tồi tệ ngoài cuộc sống về cho những người thân yêu trong gia đình. Nhưng có thể, vợ anh không hiểu điều đó. Thời gian anh dành cho công việc quá nhiều khiến cô ấy nghĩ rằng anh đang sống cùng những xác chết chứ không phải sống cùng người vợ như cô. Trái tim và tâm hồn của anh chỉ ở những vụ án chứ không ở bên gia đình. Nghe những lời này của vợ, anh có chút áy náy nhưng cũng không biết làm gì để thay đổi vì đó là nghề nghiệp của mình. Neil lúc này cũng đến gặp cô bạn gái AD và muốn cô đi cùng mình đến New Zealand một thời gian. Dường như hắn đã mệt mỏi vì phải sống những ngày tháng đề phòng. Nay gặp được AD, hắn lại khát khao được sống những ngày tháng bình yên cùng cô ấy, nên hắn muốn làm lại cuộc đời với AD. Dù không biết rõ Neil là ai, nhưng trước những lời chân tình của hắn, cô ấy đã đồng ý. Từ những tin tức lấy được, Vin đã cho theo dõi Michael và lần ra manh mối của bọn cướp. Họ đã thấy bọn chúng tìm cách đột nhập vào ngân hàng từ phía sau, Neil lần đầu lộ diện trước mặt cảnh sát. Nhưng trong quá trình theo dõi, chỉ vì một tiếng động nhẹ đã khiến Neil nghi ngờ, hắn liền ra lệnh cho đàn em dừng mọi việc về tay không. Lúc này Neil có thể ra lệnh bắt hắn, nhưng anh biết làm vậy chẳng khác nào rứt dây động rừng. Hắn ta sẽ bị kết tội vì không mang thứ gì ra khỏi đó cả, nếu kết tội cùng lắm cũng chỉ bóc lịch 6 tháng. Anh muốn thả con săn sắt bắt con cá rô, nên đã lệnh cho cấp dưới để hắn và đồng bọn đi. Neil thấy mùi nguy hiểm trong vụ này nên hắn có ý định dừng lại vụ này và tiếp tục vụ trái phiếu còn đang dang dở, nhưng Chris lại muốn tiếp tục vụ này. Nó quá hời, anh ta muốn có nhiều tiền để trang trải mọi thứ, để vợ anh ta không đá đít anh ra khỏi nhà. Những người còn lại ai cũng có gia đình, vợ con đầy đủ, tài sản cũng không ít. Hắn nói rằng không đáng để đánh đổi mọi thứ vì vụ này. Nhưng họ vẫn muốn theo đuổi đến cùng vì thế, nếu không còn cách nào khác, đại ca mà sợ gì chứ. Thế là cả bọn quyết định tiếp tục. Ngày hôm sau, Neil đưa đám đàn em đến một bến cảng để bàn tính công việc. Lúc này, người của Vince cũng đang theo dõi hành động của chúng sát nút. Khi bọn chúng ra về, nhóm của Vince cũng xuất hiện và xem bọn chúng làm gì ở đây, nhưng nhìn mãi không ra. Người thì đoán hắn cướp phế liệu, kẻ thì bảo hắn muốn cướp lốp xe. Thật là nực cười, chỉ có một mình Vince là đoán hắn xuất hiện ở đây và chẳng có mục đích chết tiệt nào cả. Hắn chỉ đang muốn xem kẻ nào đang theo dõi hắn mà thôi. Thì ra trong lúc mọi người đang âm thầm theo dõi hắn thì hắn đã đoán được có kẻ nào đó đang theo dõi mình. Hắn chỉ đang muốn làm một phép thử để xem kẻ theo dõi hắn có mặt mũi như thế nào và thôi. Và hắn đã đạt được mục đích. Vin không khỏi thốt lên ca ngợi tài năng của hắn, một bộ óc thiên tài. Đúng như Vin dự đoán, khi cả bọn đang đứng ở đó thì từ xa, Neil đang ở phía xa dùng máy ảnh theo dõi họ. Sau khi trở lại xe gặp người trung gian, Neil biết được thêm nhiều thông tin về Vin, nghe những chiến tích của Vin cũng như việc anh sẵn sàng đánh đổi gia đình bình yên để dành thời gian cho công việc. Neil không khỏi ngưỡng mộ Vin, mặc cho người trung gian khuyên hắn không nên tiếp tục vụ này, vì khi đã bị Vin để ý thì vụ này không dễ ăn.
nhưng máu hiếu chiến trong người Neil lại trỗi dậy. Hắn rất ngưỡng mộ Vin và biết anh cũng rất ngưỡng mộ mình, nên hắn muốn tiếp tục vụ cướp này không chỉ vì tiền mà còn muốn chiến thắng Vin. Sau đó Vin trở về nhà, nhưng cái chờ đợi anh lúc này chỉ là không khí lạnh lẽo, căn nhà bừa bộn không ai dọn dẹp. Vợ anh cũng không thèm thắc mắc vì sao anh lại về muộn, chắc cô ấy cũng quá chán với cái cảnh đợi chồng về nên giờ đã buông bỏ. Vin cũng không tìm thấy niềm vui khi ở nhà nữa nên anh lại tiếp tục rời khỏi nhà. Để tiện theo dõi Neil, Vin đã điều hẳn một chiếc trực thăng theo dõi hắn và trong lúc đang buồn chuyện gia đình, anh đã lần theo dấu vết mà đuổi theo Neil. Không lâu sau, Neil phát hiện ra mình bị theo dõi, hắn định dùng súng để nói chuyện, nhưng khi thấy đèn hiệu của cảnh sát, hắn đã dừng lại. Lúc này, Vin và Neil đã có một cuộc nói chuyện ở nhà hàng. Hai con người ở hai chiến tuyến khác nhau nhưng họ lại cùng ngưỡng mộ nhau, nay cả hai đã có buổi nói chuyện cùng nhau. Họ tâm sự về cuộc sống gia đình, về những vấn đề trong cuộc sống, về những khó khăn cả hai gặp phải và về cả những việc có lúc không muốn làm nghề mà bản thân đang làm nhưng nếu không làm thì họ không biết sẽ làm gì để sống. Và họ còn kể cho nhau những giấc mơ mà cả hai hay mơ thấy. Vin thường mơ thấy những nạn nhân trong vụ án mà anh làm, nếu mơ thấy mình bị đuối nước, đó có thể là những ám ảnh thường ngày họ thấy và nó đã đi vào giấc mơ của mỗi người. Những tâm sự của cả hai cho ta thấy, trong mắt nhiều người, cả hai đều là những người tài giỏi, nhưng mỗi người lại có những nỗi khổ tâm khác nhau. Cuối cùng cả hai đã đưa ra lời thách thức ngầm cho đối phương. Vậy trong trò chơi mèo vần chuột này, ai sẽ là người giành phần thắng? Sau khi gặp Neil về, Vin nghe tin họ đã bị bọn cướp cắt đuôi hoàn toàn trên mọi chiến tuyến. Vin không thể tin nổi khi chỉ cách đây ít phút, cả hai còn đang ngồi nói chuyện mà giờ hắn đã lặn một hơi không hề sủi tăm. Đúng thật là anh không nên coi thường dù hắn ở bất cứ đâu. Lúc này không chỉ có Vin tìm hắn mà Vanzen cũng đang truy tìm tung tích của Neil. Wingrove cũng đã đến tìm Vanzen để yêu cầu hợp tác vì hắn đã từng làm việc cho Neil nên có thể hiểu được con người của Neil một phần. Sự hợp tác này có thể mang lại lợi ích cho cả hai, vừa được tiền vừa được trả đũa nhau. Lúc này nhóm của Neil sau khi đã cắt đuôi được cảnh sát, chúng tập trung ăn tối tại một nhà hàng. Ở đây, Neil vô tình nhìn thấy anh da đen, người bạn tù đồng thời cũng là người mà Vin xin cho anh ta chân phụ bếp ở đây. Neil đã rủ anh ta làm việc cho mình, đang ngán công việc phụ bếp đến tận cổ, đồng thời cũng ghét tên đầu bếp chết tiệt nên anh ta không ngần ngại mà đồng ý. Sau khi chuẩn bị tương đối chu đáo, cả nhóm xuất phát thì lúc này, Chezo gọi điện đến báo hắn đang bị cảnh sát theo dõi nên không thể tham gia vụ cướp được. Vin cũng đang ra sức tìm kiếm cả bọn. Anh biết bọn chúng đang tìm cách làm một mẻ lớn, nếu không nhanh chân thì sẽ để chúng thoát mất. Đúng như kế hoạch, cả bọn vào ngân hàng chuẩn bị tấn công. Chris giả làm khách hàng đến giao dịch, sau đó lấy cớ đấm vỡ mũi nhân viên ngân hàng. Neil thì dùng súng áp chế toàn bộ những ai có mặt tại đây, bắt họ nằm im nếu không muốn ngày hôm nay thành ngày rỗ của mình. Neil trấn an mọi người, họ có nguyên tắc không giết người, chỉ lấy tiền của ngân hàng nên mọi người không phải lo. Ở sở cảnh sát, Vin cũng nhận được một bức thư nặc danh báo rằng sắp có một vụ cướp sắp xảy ra ở ngân hàng. Ngay lập tức họ lên đường truy tìm bọn chúng. Cuối cùng, Vin cũng tìm thấy dấu vết của bọn cướp. Hai bên đã có màn đấu súng khét lẹt, liên tục những màn mưa đạn được dội vào nhau, chẳng mấy chốc hàng chục chiếc xe quanh đó đã bị biến thành những mớ sắt vụn do đạn gây ra. Trong lúc này, anh da đen cũng bị một viên đạn gục ngay trên vô lăng. Còn Chris cũng bị trúng đạn nằm ra đường. Không muốn bỏ lại đồng đội nên Neil đã chạy đến đỡ Chris theo. Hắn cướp được một chiếc xe rồi bỏ chạy vào khu dân cư khiến cảnh sát không dám ra tay. Khi Neil và Chris chạy thoát thì chỉ còn Michael. Anh ta chạy vào khu ăn uống khiến mọi người ở đó vô cùng hoảng sợ và tháo chạy khắp nơi khiến một cậu bé lạc mất mẹ. Lúc này, Michael thấy cậu bé hoảng sợ vội chạy lại ôm và đưa cậu bé đến nơi an toàn. Nhưng không biết hành động đó của mình lại khiến Vin cho rằng anh ta đang bắt cóc con tin nên đã nổ súng kết thúc sinh mệnh của mình. Vụ cướp gây chấn động khắp nơi, trên các đài truyền hình đều đưa tin về vụ cướp. Lúc này, vợ của Michael và bạn gái của anh da đen cũng mới biết chồng mình và bạn trai mình là những tên cướp. Neil sau khi đưa Chris chạy thoát đến một bác sĩ tư, ở đây may mắn Chris không bị thương nặng nên tạm thời an toàn tính mạng. Neil gọi cho cộng sự đến đón Chris, còn mình thì đi tìm kẻ đã để lộ thông tin vụ này. Hắn nghĩ Chezo là kẻ để lộ nên mới cố tình nói có cảnh sát bám theo để không phải tham gia vụ này. Nhưng khi tìm đến nhà Chezo thì lúc này cả nhà anh ta đã bị kẻ nào đó sát hại và giờ chỉ còn anh ta đang nằm hấp hối. Anh ta nói rằng Ringo là kẻ ép anh ta làm vậy nếu không sẽ giết cả nhà anh ta và tên này đang làm việc cho Vengeance. Nhưng khi đã có thông tin trong tay, hắn lại ra tay với cả nhà Chezo. Anh ta nói, vợ anh cũng đã chết nên giờ anh ta có sống cũng chỉ vô nghĩa nên mong Neil giải thoát cho mình. Cuối cùng Neil cũng giúp anh ta thoại nguyện.
khi biết được toàn bộ sự thật thì Neil vô cùng điên tiết. Tên này liên tục chơi hắn hai vố rồi, lần này không cho hắn đi ăn chuối thì không phải là Neil nữa. Hắn điện thoại cho người môi giới lấy địa chỉ của Vengeance và lao xe đến chỗ hắn. Dù việc cần làm lúc này của Neil là chạy trốn nhưng hắn vẫn tính toán đủ thời gian để đến xử Ven. Khi đến nơi, không nói không rằng, lập tức Neil cho Van ăn vài viên kẹo khiến gã ta lăn ra chết không kịp ngáp. Về phần Vin, anh ta biết kẻ đã bán thông tin của Neil cho cảnh sát là Wingrove. Tên này đã từng làm việc cho Neil nhưng vì tư thù cá nhân nên hắn đã chơi xấu Neil và chắc chắn Neil sẽ không để yên cho hắn được. Anh cũng lùng ra tên này đang ở sân bay, hắn đang tìm cách chạy trốn bằng một cái tên khác, chỉ cần tìm ra hắn là tìm được Neil. Neil cũng tìm đến bạn gái và khai thật nghề nghiệp của mình. Bạn gái hắn nghe vậy liền lo sợ nên bỏ chạy, nhưng hắn đã bắt lại được. Hắn không làm hại cô mà chỉ muốn cô cho hắn 24 giờ để kết thúc mọi chuyện. Nhưng giờ cô ấy không tin hắn nữa mà chỉ mong được hắn giải thoát. Neil đã để cô đi nhưng không biết có phải vì quá yêu Neil mà cô đã chọn ở lại cùng hắn. Về phía Chris, sau khi cảnh sát lợi dụng tên bồ của vợ anh ta để lừa cô ta đến một căn hộ mới mua, cô ta từng thật nên đã bế cả con đến. Nhưng không ngờ đến đây gặp toàn là cảnh sát, họ yêu cầu cô ta gọi cho Chris đến đây, sau đó sẽ cho người bắt anh ta. Nhưng khi Chris đến thì cô ta lại nói người này không phải Chris. Dù cho cảnh sát điều tra thì Chris đã dùng giấy tờ giả nên anh ta may mắn thoát khỏi sự để ý của cảnh sát. Bên này sau khi cho người mai phục khách sạn mà Wingrove đang ở để bắt Neil nhưng chờ mãi cũng không thấy Neil xuất hiện, Vin đã đoán được rằng Neil đã đi rồi. Quả thực là như vậy, lúc này Neil và bạn gái đã đi khỏi thành phố và với vị trí hiện giờ của hai người thì họ đã an toàn. Vin rất cay cú vì để sống mất Neil, anh ta đã thua hắn một hiệp này. Mệt mỏi, bực tức, Vin không ở lại trụ sở nữa mà ra về nghỉ ngơi. Nhưng chưa kịp nghỉ tí nào thì nhà anh lại xảy ra chuyện. Cô con gái của vợ anh đã cắt tay tự tử trong bồn tắm. Lúc anh về thì cô bé đã vô cùng nguy kịch, nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời nên đã qua khỏi cửa tử. Lại nói về Neil, sau khi không thể cùng người yêu mang theo số tiền khổng lồ cao chạy xa bay, thì không hiểu vì sao khi đang đi Neil lại quay xe, phải chăng đây chỉ là cách đánh lạc hướng cảnh sát để họ nghĩ hắn đã ra đi sau đó bất ngờ quay lại. Neil quay lại khách sạn nơi tên Wingrove đang ở và để bạn gái ngồi ngoài đợi. Còn mình thì giả làm nhân viên phục vụ phòng và đi lên phòng của Wingrove thuê. Khi đi lên đến tầng 17, hắn dùng một vật chặn giữa cửa thang máy sau đó bật chế độ cảnh báo cháy để làm tình hình hỗn loạn. Còn mình thì đến phòng của Wingrove. Ở bệnh viện, Vin đã nhận được chuông báo, nhưng anh đã tắt đi. Anh muốn giờ phút này ở bên gia đình. Tuy nhiên, vợ của anh rất hiểu chuyện. Biết chồng mình giờ có ở đây nhưng tâm sẽ không thể nào yên được, vì thế cô đã khuyên anh ta đi giải quyết nốt công việc. Được sự cho phép của nóc nhà nên anh đã ngay lập tức phóng như bay đến khách sạn. Neil sau khi đến phòng của Wingrove thì hắn giả giọng nhân viên phục vụ để cho Wingrove mở cửa. Nhưng tên này cũng là một tên cáo già. Hắn không mở cửa ngay vì nhìn thấy qua ô nhỏ một dáng người rất giống Neil. Hắn mở cửa và muốn đàm phán. Nhưng ở ngoài Neil biết được Wingrove đang đứng gần cửa. Vì vậy hắn đạp một phát thật mạnh vào cánh cửa khiến nó bật ra ngoài và đập vào mặt của Wingrove làm cho tên này choáng váng và ngã ngửa ra. Nhân cơ hội đó hắn cho Wingrove một viên đạn ngay ngực, kết thúc cuộc đời của kẻ phản bội. Khi chạy xuống khách sạn để chạy thoát ra ngoài thì hắn gặp một cảnh sát, nhưng anh này nhanh chóng bị Neil cho hạ đo ván. Ở dưới Vin cũng đã chạy đến nơi, nhưng anh lại chú ý có một cô gái đang ngồi trong ô tô. Tất cả những người ở khách sạn này đang bỏ chạy tán loạn, nhưng chỉ có cô gái này ở lại trong xe, vẻ mặt khá lo lắng như đang chờ đợi ai. Linh tính mách bảo Vince cô gái này có thể là bạn gái của Neil. Neil lúc này cũng đã chạy xuống dưới sảnh để chuẩn bị sang đường chỗ bạn gái, nhưng lại thấy Vin đang đến gần chỗ bạn gái của mình, hắn liền dừng lại. Vì không muốn liên lụy đến bạn gái nên thay vì chạy sang thì hắn lại chạy đi, khiến cô gái vô cùng bàng hoàng vì bị Neil bỏ lại lúc nào mà không biết, rằng đây chính là cách tốt nhất để hắn có thể dành cho cô lúc này. Vin thấy Neil chạy mất cũng đuổi theo, hai người rượt đuổi chán chê trên phố thì Vin lại làm mất dấu Neil. Nhưng với sự nhanh nhạy của mình, anh đã đoán được con đường lần trốn của Neil, nên theo đó mà lấy luôn một khẩu súng của anh lính canh gần đó mà chạy đi. Neil chạy đến một sân rồi băng qua một bãi đất hoang lần trốn. Lúc này Vin cũng đã chạy đến, cả hai trải qua những giây phút vô cùng căng thẳng. Sau một hồi thì chiếc máy bay chuẩn bị hạ cánh, hàng loạt bóng đèn ở đường băng được bật sáng. Điều này cũng vì thế mà làm bóng của Neil bị lộ diện. Nhanh như chớp, Vin bắn liên tục 3 phát về phía tên cướp khiến hắn không phản ứng được mà ngã quỵ xuống tại chỗ. Vin cũng đứng đờ tại chỗ một lúc rồi mới tiến đến chỗ Neil đang nằm. Việc cuối cùng mà anh làm đó là cầm tay của Neil. Trong cuộc đời cầm súng của mình, Vin đã từng hạ không biết bao nhiêu tội phạm, nhưng không hiểu sao lần này anh lại cảm thấy buồn đến thế. Đó có thể là sự tiếc nuối cho một nhân tài nhưng lại lầm đường lạc lối, dẫn đến kết cục bi thảm như ngày hôm nay, hay đó cũng có thể là sự tiếc nuối vì mất đi một đối thủ đáng gờm. Vin không nói ra, anh chỉ có thể giấu kín trong lòng. Theo bạn thì lúc này Vin đang nghĩ gì? Hãy cho mình biết dưới phần bình luận nhé! Vâng, bộ phim cũng đã kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhớ like cũng như bấm đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Thích phim review, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.